Kính thưa quý vị khán giả, từ lâu nay người dân, nhất là bà con ở miền Tây mình, thường có thói quen nuôi các con vật để làm cảnh, để giữ nhà, kinh doanh hay mục đích khác. Tuy nhiên, không ít hộ gia đình thả rông vật nuôi ra đường gây mất an toàn giao thông. Qua thống kê chưa đầy đủ thì nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát là do người điều khiển phương tiện cán phải vật nuôi ở trên đường, vô cùng nguy hiểm. Một câu hỏi đặt ra là người chủ của vật nuôi có chịu trách nhiệm gì hay là không? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác để cùng có câu trả lời cụ thể nhé! Camera hành trình này ghi lại trên một đoạn đường có rất nhiều ô tô lưu thông với tốc độ khá cao. Bất ngờ, hai con bò từ lề đường băng ra. Mặc dù chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc, nhưng có thể thấy đây là một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm. Nếu tài xế không phanh kịp, có thể gây tai nạn cho nhiều phương tiện khác cùng lưu thông trên đường. Không may mắn như trường hợp vừa rồi, người điều khiển xe máy này đã bị thương nặng khi tông phải con bê đang đi trên đường. Bên cạnh vấn nạn trâu bò thả rông, tình trạng chó mèo băng qua đường cũng thường xuyên xảy ra, khiến nhiều người điều khiển xe bị té ngã vô cùng nguy hiểm như thế này. Có những trường hợp còn gây thiệt hại nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như trong video này. Đây là quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Xe tải lưu thông hướng Bắc Nam thì bất ngờ xe ô tô cùng chiều phía trước phanh gấp để tránh một con chó. Tài xế đạp phanh nhưng vẫn không dừng kịp và đã đâm vào giải phân cách rồi lật giữa đường. Không dừng lại ở đó, đã có không ít vụ tai nạn gây chết người do tông phải vật nuôi thả rông trên đường. Chỉ vì sự bất cẩn và vô ý của người chủ vật nuôi mà để lại hậu quả khó lường. Vậy, trách nhiệm của những người chủ vật nuôi này trước pháp luật như thế nào? Chủ vật nuôi thì phải bồi thường toàn bộ những cái thiệt hại khi mà cái vật nuôi của mình gây ra cho cái người đi đường. Chẳng hạn, ví dụ như là người đi đường đi xe máy chẳng hạn, tông vô một cái con bò, con trâu, con dê gì đó ở trên đường mà người đó phải đi cấp cứu, phải đi chữa trị, thì cái người chủ vật nuôi này sẽ phải bồi thường cho cái người mà bị tai nạn đấy. Chẳng hạn như người bị tai nạn đấy bị chi phí điều trị đi cấp cứu phải hết 100 triệu, ví dụ như vậy, thì chủ vật nuôi phải bồi thường. Theo luật sư, không những chịu trách nhiệm bồi thường dân sự mà người chủ vật nuôi có thể bị truy cứu hình sự nếu hậu quả tai nạn nghiêm trọng hơn. Nếu mà gây ra chết người thì cái chủ vật nuôi hoặc là người mà quản lý cái vật nuôi đấy phải chịu trách nhiệm về hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc là vô ý gây chết người, tùy từng mức độ xảy ra đối với cái trường hợp mà vật nuôi gây nên. Cho nên ở đây, ngoài cái vấn đề mà phạt hành chính, bồi thường về dân sự, nếu mà nghiêm trọng hơn thì người quản lý vật nuôi hoặc là chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm hình sự về cái hành vi mà cái vật nuôi này gây ra. Thả rông vật nuôi không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà ngay cả chính người chủ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì thế, những chủ vật nuôi nên ý thức hơn trong việc chăn thả vật nuôi để an toàn cho những người xung quanh và tránh những hệ lụy đáng tiếc.